Giờ chọn ai đây ta? Ui, không sao rồi. Còn 3 người nữa cơ, tôi cứ chọn bừa vậy. Này thì không sao rồi. Giờ còn 2 người nữa thôi. Một là ngủ trên giường, hai là ngủ ngoài đường. Anh làm sao thế? Em ngắm cho vui thôi mà. Anh chọn chuẩn rồi đấy. Đúng là người yêu của em.